Bạn có muốn tạo thu nhập ít nhất 10.000 đô la Mỹ một tháng? Kỹ năng chạm vào đâu cũng ra tiền. Một bí mật kinh hoàng giúp bất cứ ai thu nhập từ 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ sẽ chỉ tồn tại trong 3 giờ duy nhất. Những lời quảng cáo nếu chỉ dùng từ hấp dẫn thôi thì chưa đủ, mà phải là gãi đúng chỗ ngứa khi nó đánh trúng khát khao của rất nhiều người. Có rất nhiều lời quảng cáo trên Internet rất là hấp dẫn đối với tất cả những người mà đang có nhu cầu làm giàu. Cái người truyền đạt ấy, lúc đấy người ta cũng có máu lửa làm cho bọn em ấy, chưa bao giờ có cảm giác như thế. Chúng em bị hút và rất là mạnh. Sức hút được tạo nên bởi những ngôn từ và lời kêu gọi rất mãnh liệt, đánh thẳng vào cảm xúc và tâm lý của người nghe. Tôi cũng muốn là mang cái khả năng của mình, mang cái tài năng của mình, mang cái tư duy xuất chúng của mình, giúp đỡ cho học viên của mình thay đổi cái cuộc sống của họ. Những khóa học làm giàu cứ thế mọc lên như nấm từ Bắc vào Nam. Diễn giả là những người tự xưng mình là người giàu có khi sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ, rồi thu nhập hàng tháng lên tới hàng tỷ đồng. Bao nhiêu bạn thực sự muốn giàu có và thành công, giơ tay và nói tôi nào. Thu nhập của tôi nói thật bạn, các bạn bảo lỗ. Hiện tại tôi có 18 nguồn thu nhập tự động, mà tôi bây giờ là phải có hệ thống thu tiền chứ không một mình tôi không thu được. Những người này luôn tự nhận họ có công thức làm giàu cho cả triệu người. Làm thế nào để có thể kiếm được hơn 500 tỷ đồng? Đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn trong chương trình Dám Làm Giàu. Các bạn hãy hành động ngay bây giờ vì tương lai, vì sự giàu có của các bạn. Quý vị có để ý đến điều này không? Đây là con đường dẫn đến công thức làm giàu mà khóa học nào cũng có. Thử click vào đây xem. Chưa thấy công thức đâu. Click tiếp xem nào. Bạn đã dần đến bí kíp rồi đấy. Bài học đầu tiên, muốn làm giàu phải bỏ tiền ra đã. Phải trả bao nhiêu tiền cho một khóa học làm giàu? 22.980.000 đồng. Nhưng mức học phí thực tế có thể vượt ngoài suy nghĩ của bạn. 7 triệu, 20 triệu, 2 triệu, 5 triệu và lớn nhất là 80 triệu, tính ra khoảng 300 triệu. Điều gì thôi thúc học viên móc hầu bao? Nội dung sẽ có trong Chuyển động 24 giờ trên kênh VTV1.